Hơn 2.300 năm trước, một đoàn truyền giáo của vua Ashoka, hay còn gọi là vua A Dục, từ Ấn Độ vào nước ta và để lại nhiều dấu vết tại nơi mũi biển Đồ Sơn, đó là chùa Hang và tháp Tường Long. Theo sách Giao Châu Ký của Lưu Hân Kỳ, viết vào năm 360 đến năm 420, thì thành Nê Lê nằm ở phía đông nam của huyện Định An, cách sông 7 dặm. Chùa và giảng đường do vua A Dục xây dựng vẫn còn. Trải qua các triều đại thời Lý Trần Lê thì chùa tháp Tường Long đều được trùng tu tôn tạo và trở thành một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất nước ta thời bấy giờ. Thế nhưng đến thời nhà Nguyễn năm Gia Long thứ 3 thì vua Gia Long đã cho phá bỏ chùa tháp Tường Long để lấy gạch xây thành trấn Hải Dương. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ngày nay, tháp Tường Long tồn tại dưới dạng di tích khảo cổ học. Năm 2007, quận Đồ Sơn đã phỏng dựng lại ngọn tháp. Trải qua 10 năm xây dựng, thì đến năm 2017, công trình tháp Tường Long đã chính thức khánh thành.